Đại Thiên Thế Giới tập 7. Chào mừng các bạn đã đến với bộ phim 10 phút. Đầu tiên mọi người hãy dành ra 3 giây cho muội xin một like và comment những ý kiến đóng góp của mình vào phần bình luận nhé. Ở cuối tập trước, Tiêu Viêm đã thành công có được tụ hợp đan, đang định hấp thu hợp đan thì đột nhiên biến cố xuất hiện. Một tiếng bén nhọn tiếng thanh minh truyền đến, tiếp lấy một đạo hắc ảnh xẹt qua thiên không, mạnh mẽ đụng vào một gốc cổ thụ phía trên, cổ thụ một trận chập chờn, rơi xuống có chút ít cành lá, mà hắc ảnh cũng vô lực rơi trên mặt đất. Sau đó không lâu, Tiêu Viêm phe phẩy cánh đi vào cổ thụ trước thiên hoàng, nhìn thoáng qua hắc vũ quạ thở nhẹ thở ra một hơi, đưa cánh tay lên lau vết máu khô. Tiêu Viêm chậm rãi rơi trên mặt đất, nhìn trước mắt cổ thụ, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, trong cơ thể bổn nguyên đế khí điên cuồng phun trào, tụ tại hữu quyền, sau đó quát nhẹ một tiếng, nắm đấm nồng đậm bổn nguyên đế khí bọc vào không có chút nào xinh đẹp đánh phía cổ thụ. Một tiếng thanh thúy lọt vào tai, tiếng tạch tạch đột nhiên vang lên, nhất thời mảnh gỗ vụn văng khắp nơi. Cảm nhận được trên nắm tay truyền đến đau đớn, Tiêu Viêm không khỏi đau nhè răng khóe miệng, lắc lắc tay. Tiêu Viêm nhìn về phía nắm đấm đánh trúng bộ phận, thình lình xuất hiện một cái đầu lớn tiểu nhân quyền động. Thực lực quả nhiên tăng cường không ít, không sử dụng thiên diễn quyền, tình huống dưới liền có thể một quyền đem cổ thụ đánh ra một cái hố tới. Nhớ tới mình vừa tới đại thế giới lúc sử dụng viêm long trùng, cũng bất quá chỉ có thể đem một gốc cổ thụ có chút kích tiêu, mà bây giờ phổ thông một quyền, uy lực so trước kia sử dụng viêm long trùng mạnh mấy lần không thôi. Hài lòng nhẹ gật đầu, Tiêu Viêm lần nữa cảm thụ trong cơ thể lưu động bổn nguyên đế khí, như là chảy xiết giang hà, phảng phất có loại khống chế không nổi cảm giác. Nửa tháng này đến mượn nhờ chấn nhiếp khí tức, thực lực cũng là cấp tốc tăng trưởng, đã tới cửu tinh trung kỳ thực lực, cách cửu tinh hậu kỳ cũng chỉ có khoảng cách nửa bước, nhưng nếu như muốn đến cửu tinh đỉnh phong, tối thiểu cũng cần gần 2 tháng. Khẽ thở dài một cái, Tiêu Viêm dựa vào cổ thụ ngồi xuống, ngồi tại phủ kín lá rụng trên mặt đất. Tiêu Viêm quan sát bị lá vàng che khuất thiên không, lắp bắp nói, lại đến cuối thu, bốn mùa luân hồi, thời gian cực nhanh, đã hơn 1 năm. Gõ gõ ngón tay, có chút trầm ngâm một tiếng, Tiêu Viêm tâm thần khẽ động, hỗn độn lớn đế viêm liền xuất hiện tại thân thể bốn phía. Sau đó Tiêu Viêm liền không lo lắng, tâm thần hơi trầm xuống, tiến vào trong đầu một đạo quang hoa bên trong. Đạo quang hoa chính là Tiêu Viêm dùng một giọt hỏa viêm linh huyết cùng Triệu Thanh Sơn đổi lấy mà đến, liên quan tới luyện đan tin tức. Khoảng thời gian này đến nay, Tiêu Viêm cũng thỉnh thoảng nhìn một phen, dần dần đối đại thế giới luyện đan hệ thống có một cái đại khái nhận biết. Luyện đan sư ban sơ xưng hào vì tiểu đan sư, luyện chế cũng không phải là có thể ăn dùng đan dược, mà là đan dịch, cùng Tiêu Viêm đã từng luyện ra phục xương linh dịch khác thường khúc cùng công chi diệu. Mà luyện chế đan dịch quá trình, cũng là luyện đan học đồ nắm giữ hỏa hầu, quen thuộc dược liệu bước đầu tiên, một bước này là sơ kỳ luyện đan học đồ cực kỳ trọng yếu một bước. Bởi vậy tại sơ kỳ, luyện đan đại sư chỉ đạo là ắt không thể thiếu. Nhìn đến đây, Tiêu Viêm không khỏi khổ cười một tiếng, mình thân ở mênh mông sâm vực, bên người trừ ma thú chính là linh thú, đến vậy đi tìm kiếm luyện đan đại sư cầu lấy chỉ điểm, huống chi trong tin tức nói, trở thành luyện đan sư bốn yếu tố một trong chính là thiên phú tu luyện cực kỳ mạnh mẽ, nơi này nói tới thiên phú tu luyện chính là có thể nhanh chóng luyện hóa bổn nguyên đế khí, làm trong cơ thể mình bổn nguyên đế khí một mực đạt tới tràn đầy, lấy cam đoan luyện chế đan dược thường có đầy đủ bổn nguyên đế khí dùng để tiêu xài, liền cần cao thâm công pháp. Mặc dù Tiêu Viêm đối thiên phú của mình tràn ngập lòng tin, nhưng phần quyết quá mức nhỏ yếu, căn bản không đủ sức cầm cự bổn nguyên đế khí cấp tốc luyện hóa. Đại thế giới luyện đan, tại thành đan một bước cuối cùng, cần đem rất nhiều bổn nguyên đế khí dồn vào đan dược bên trong, lấy duy trì đan dược dược hiệu, nhưng ở trong quá trình luyện đan sư đồng dạng muốn tiêu hao rất nhiều bổn nguyên đế khí, nếu như công pháp đẳng cấp quá mức nhỏ yếu, bổn nguyên đế khí không thể tiếp tục đến một bước cuối cùng, luyện chế ra đến đan dược cũng liền tương đương phế. Tâm thần từ quang hoa bên trong rời khỏi, Tiêu Viêm vuốt vuốt có chút thấy đau đầu, hắn hiện tại không có một hạng phù hợp đại thế giới luyện đan yêu cầu. Huống hồ coi như những cái này có thể giải quyết, trọng yếu nhất linh hồn chuyển hóa lại khó mà giải quyết. Từ quang hoa bên trong tin tức biết được, đại thế giới linh hồn năng lượng thấp nhất là đế cảnh, mặc dù tất cả hạ giới đấu đế linh hồn cũng là đế cảnh, nhưng là một loại giả đế cảnh linh hồn. Đại thế giới đông đảo không thể trở thành luyện đan sư nguyên sinh cư dân đồng dạng, mà chân chính luyện đan sư linh hồn, dù cùng là đế cảnh, lại là thật đế cảnh linh hồn. Tại đại thế giới, chỉ có thật đế cảnh linh hồn phương tài có thể thuần thục khống chế các loại hỏa diễm. Dù sao tại hạ giới, một viên phổ thông đế đan liền có được viễn siêu đấu thánh thực lực, mà đại thế giới đẳng cấp thấp nhất đan dược chính là đế đan, bởi vậy cũng chỉ có cao hơn hạ giới đế cảnh linh hồn thật đế cảnh linh hồn khả năng áp chế đế đan, thậm chí đẳng cấp cao hơn đan dược. Nhưng đem giả đế cảnh chuyển hóa thành thật đế cảnh linh hồn lại là khó càng thêm khó, càng vốn không phải độc lập có thể hoàn thành, cần thực lực cường đại luyện đan sư toàn lực giúp đỡ mới có một tia cơ hội thành công. Ở trong quá trình này, một cái sơ sẩy liền có khả năng hồn diệt người vong, bởi vậy đây cũng là Tiêu Viêm nhức đầu nhất một điểm. Nguyên sinh cư dân có luyện đan thiên phú, người đem giả đế cảnh linh hồn chuyển hóa thành thật đế cảnh linh hồn đều muôn vàn khó khăn, chớ đừng nói chi là hạ giới đấu đế, nói thành cửu tử nhất sinh đều không quá đáng. Đứng dậy, Tiêu Viêm lắc đầu, đem những phiền não này ném ra ngoài sau đầu,
Hiện tại suy xét những cái này còn có chút sớm, trước mắt mục tiêu chủ yếu là tiến vào đế sĩ, đến lúc đó liền đi một bước nhìn một bước đi. Làm đầy trời lá khô bay múa mùa đi qua, Sâm Vực nơi mắt nhìn thấy địa phương một mảnh bao phủ trong làn áo bạc lúc, Tiêu Viêm đứng thẳng ở trên một vách núi, ánh mắt trông về phía xa, vô biên vô hạn sơn lâm đều bị tuyết lớn bao trùm, một mảnh trắng xóa, Tiêu Viêm hít thở một cái lạnh lẽo không khí, lòng dạ cũng không khỏi phải khoáng đạt rất nhiều. Một ngày trước đó, mình rốt cục tiến vào Cửu Tinh đỉnh phong, tiếp xuống chính là phục dụng tụ hợp đan, tấn thăng đế sĩ thời điểm. Từ trong nạp giới xuất ra một cái hộp ngọc, còn chưa mở ra một cỗ nhàn nhạt đan hương liền xông vào mũi, đan hương vừa mới truyền ra, Tiêu Viêm liền cảm nhận được trong cơ thể bổn nguyên đế khí nháy mắt sinh động, đè nén xuống tâm tình kích động, Tiêu Viêm mở hộp ngọc ra, một lớn chừng bằng trái long nhãn lúc mượt mà đan dược đang lẳng lặng nằm ở trong đó. Tụ hợp đan, tứ phẩm cấp thấp đan dược, nếu như đem một tia đan hương dẫn vào đấu khí đại lục, sợ rằng sẽ nháy mắt tấn thăng vô số đấu đế đi. Tiêu Viêm cười một tiếng, đem tụ hợp đan lấy ra ngoài, nhìn một chút, cuối cùng thở nhẹ một hơi, đem tụ hợp đan để vào miệng bên trong. Sau đó lập tức ngồi xếp bằng, bóp ra tu luyện thủ ấn, vận chuyển trong cơ thể lao nhanh bổn nguyên đế khí dọc theo phần quyết, lộ tuyến nhanh chóng vận hành, rất nhanh, tại thể nội bổn nguyên đế khí lôi kéo dưới, ngoại giới bổn nguyên đế khí cũng dần dần vận chuyển lại, nhao nhao hướng chảy ở trung tâm Tiêu Viêm trong cơ thể. Phát giác được biến hóa của ngoại giới, Tiêu Viêm không do dự nữa, hướng miệng bên trong tụ hợp đan, bên trong rót vào một tia bổn nguyên đế khí, tụ hợp đan nháy mắt hóa thành một cỗ, chứa có chút ít đắng chát vị chất lỏng bị Tiêu Viêm nuốt đi vào. Tụ hợp đan dược dịch vừa mới vào nhập thể nội, Tiêu Viêm lập tức cảm giác được, trong cơ thể bổn nguyên đế khí vận chuyển tăng tốc mấy lần, vận hành một chu thiên thời gian cũng rút ngắn rất nhiều, đồng thời cũng kéo theo ngoại giới bổn nguyên đế khí điên cuồng vận chuyển lên. Cảm nhận được rót vào bản nguyên đế tinh bổn nguyên đế khí càng lúc càng nồng nặc, Tiêu Viêm trong lòng không khỏi cuồng hỉ, tụ hợp đan không hổ là đối tấn thăng đế sĩ trợ giúp lớn nhất đan dược, dựa theo tốc độ này, chỉ cần nửa canh giờ liền có thể đạt tới ngưng tụ bổn nguyên đế khí yêu cầu. Tại tụ hợp đan dịch ảnh hưởng dưới, Tiêu Viêm quanh thân bổn nguyên đế khí ngưng tụ càng ngày càng đông đúc, hình thành một cỗ khí phong, khiến cho chung quanh tuyết lớn đều toàn bộ tan rã. Tiêu Viêm tức thì bị nồng đậm bổn nguyên đế khí bao vây ở, nồng đậm bổn nguyên đế khí thậm chí lẫn nhau đính vào một khối, hình thành tích tích mưa bụi rơi trên mặt đất. Trong cơ thể, Tiêu Viêm nội thị nhìn chăm chú, một cỗ cực kỳ thuần khiết bổn nguyên đế khí điên cuồng rót vào bản nguyên đế tinh bên trong. Tại bản nguyên đế tinh bên trong chậm rãi bị áp xúc ngưng kết, chẳng qua thời gian qua một lát, một đạo như lớn bằng ngón cái bổn nguyên đế khí xiềng xích hình thức ban đầu liền bị phác họa ra đến. Cùng một thời gian, Tiêu Viêm cũng đột nhiên cảm nhận được mình phảng phất đột phá một tầng cách ngăn, toàn bộ tâm thần của người ta, linh hồn đều lên tới một cái độ cao mới, trước mắt thế giới đều phảng phất sáng tỏ một chút. Rất nhanh, từ bổn nguyên đế khí tạo thành xiềng xích dần dần ngưng thực, tại tụ hợp đan dược lực dưới, hóa thành một đạo óng ánh bích thấu xiềng xích, sau đó xiềng xích bắt đầu chuyển động, phảng phất có được kim thiết va chạm thanh âm tại thể nội tiếng vọng, xiềng xích trải qua bổn nguyên đế khí không ngừng bổ sung, dần dần duỗi dài. Sau nửa canh giờ, Tiêu Viêm ánh mắt vui mừng bên trong, xiềng xích diễn ngả vào các vị trí cơ thể, hình thành một đạo xuyên qua trong cơ thể toàn thân bản nguyên xiềng xích. Tại bản nguyên xiềng xích thành hình một nháy mắt, Tiêu Viêm trong cơ thể còn lại bổn nguyên đế khí đột nhiên chấn động, không còn tràn vào bản nguyên đế tinh, mà là nhao nhao rót vào bản nguyên xiềng xích bên trong. Đồng thời Tiêu Viêm khí tức cũng nháy mắt tăng vọt, mãnh liệt khí lưu khiến cho chung quanh bạo phong tuyết nhao nhao nhượng bộ lui binh. Một đạo đế sĩ? Ân, không đúng. Ngay tại mừng như điên, Tiêu Viêm sắc mặt đột nhiên biến đổi. Theo lý thuyết sử dụng tụ hợp đan tiến vào đế sĩ về sau, tụ hợp đan hội lập tức tiêu tán, trong cơ thể vốn có bổn nguyên đế khí sẽ từ từ ôn dưỡng thành hình bản nguyên xiềng xích, nhưng ở trong cơ thể mình, tụ hợp đan biến thành đan dịch còn thừa lại trọn vẹn hơn phân nửa, không chỉ có không có dấu hiệu tiêu tán, ngược lại vận hành càng nhanh. Ngắn ngủi mấy hơi thở, rất nhiều bổn nguyên đế khí liền rót vào bản nguyên xiềng xích bên trong, khiến cho nguyên bản mảnh như ngón cái xiềng xích lớn mạnh đến cánh tay phẩm chất, nguyên bản vừa thành hình xiềng xích cực kỳ yếu ớt, cần dùng bổn nguyên đế khí chậm rãi ôn dưỡng, nhưng tại tụ hợp đan dịch tác dụng dưới, một cỗ bổn nguyên đế khí điên cuồng rót vào bản nguyên xiềng xích, khiến cho nguyên bản trong suốt như ngọc xiềng xích phía trên nháy mắt nhiều mấy đạo nhỏ xíu khe hở. Những khe hở vừa xuất hiện, Tiêu Viêm lập tức cảm giác trong cơ thể truyền ra một cỗ cảm giác suy yếu, đồng thời một ngụm máu tươi cũng không bị khống chế phun tới. Khục, khục. Phun ra một ngụm máu tươi sau, Tiêu Viêm lập tức sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cảm nhận được trong cơ thể phảng phất bị xé nứt đau đớn, không khỏi hít một hơi hơi lạnh, bởi vì bản nguyên xiềng xích đã xuyên qua toàn thân kinh mạch, to lớn đau đớn như là kinh mạch đứt gãy. Tiêu Viêm sắc mặt tái nhợt rất nhanh lại trở nên đỏ bừng, lớn chừng cái đấu mồ hôi không ngừng từ cái trán rơi xuống. Cái này, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tiêu Viêm cắn chặt hàm răng, cố nén toàn tâm đau đớn, nội thị đứng dậy tình huống trong cơ thể, tụ hợp đan dịch phảng phất không có giảm bớt nửa điểm, đan dịch mỗi một lần lưu động đều làm lượng lớn tiến vào thân thể bổn nguyên đế khí, rót vào bản nguyên xiềng xích, mỗi rót vào một cỗ bổn nguyên đế khí, bản nguyên xiềng xích đều sẽ vang lên một trận kim thiết đan xen tiếng vỡ vụn, tại thể nội nghe các bên ngoài rõ ràng. Triệu Thanh Sơn, ngươi cái lão cẩu, gạt ta. Tiêu Viêm bởi vì to lớn đau đớn mà hai mắt đỏ bừng, toàn thân run rẩy không ngừng, trong cơ thể bản nguyên xiềng xích cuối cùng nhịn không được vô tận bổn nguyên đế khí quán thâu, Tiêu Viêm ánh mắt tuyệt vọng hạ ầm vang vỡ vụn. Sau đó bàng bạc bổn nguyên đế khí thông qua bản nguyên xiềng xích tràn vào Tiêu Viêm, kinh mạch toàn thân bên trong, chẳng qua một lát liền đem tất cả kinh mạch rót đầy. Tiêu Viêm phần quyết đẳng cấp lại quá thấp, căn bản không kịp hấp thu nhiều như vậy bổn nguyên đế khí, mà sau đó bổn nguyên đế khí y nguyên không ngừng tiến vào đạt tới cực hạn kinh mạch.
Vẻn vẹn một lát công phu, Tiêu Viêm thân thể liền cấp tốc sưng lên, trong cơ thể thô to kinh mạch có thể thấy rõ ràng. Tiêu Viêm đau hừ một tiếng, hai mắt đỏ ngầu, huyết dịch khắp người chảy ngược theo thân thể sưng, làn da đột nhiên vỡ ra, một đạo huyết tiễn bắn ra, nhìn thấy mà giật mình, huyết dịch nháy mắt nhuộm đỏ mênh mông đất tuyết. Ngay sau đó từng đạo huyết tiễn nhao nhao bắn ra, chỉ một lát sau Tiêu Viêm liền trở thành một cái huyết nhân, nhưng trong kinh mạch ẩn chứa bổn nguyên đế khí nhưng không thấy giảm bớt chút nào, trong cơ thể tụ hợp đan dịch hấp thu bổn nguyên đế khí, tốc độ cũng không có chậm lại nửa phần, rất nhiều bổn nguyên đế khí tràn vào bản nguyên đế tinh, tại bản nguyên đế tinh bên trong ngưng tụ làm một đạo bản nguyên xiềng xích, sau một khắc bản nguyên xiềng xích liền bị như hồng thủy bổn nguyên đế khí kích nứt, mỗi khi một đạo bản nguyên xiềng xích bị đánh nát một lần, Tiêu Viêm liền cảm thấy trong cơ thể một trận kịch liệt đau đớn, tăng thêm máu trong cơ thể thiếu thốn, Tiêu Viêm rốt cục không tiếp tục kiên trì được, trước mắt bóng chồng trùng trùng điệp điệp, một mảnh trắng xóa, sau đó đột nhiên tối đen, Tiêu Viêm liền mất đi tri giác. Cứ như vậy chết sao? Vân Nhi, Hải Lân, phụ thân. Một khắc cuối cùng, Tiêu Viêm trong đầu hiện lên một chút người dáng vẻ, vô lực nột nột vài câu, trước mắt liền lâm vào bóng tối vô tận. Tiêu Viêm lâm vào sau khi hôn mê, trong cơ thể còn sót lại tụ hợp đan dịch cũng không có đình chỉ, tiếp tục điên cuồng hấp thu ngoại giới nồng đậm bổn nguyên đế khí, nồng đậm bổn nguyên đế khí không gặp giảm bớt chút nào, như cũ điên cuồng tràn vào cái trước trong cơ thể, cũng chính là có những bổn nguyên đế khí không ngừng tẩy lấy Tiêu Viêm thân thể, không phải mất máu quá nhiều, Tiêu Viêm thật có khả năng một mệnh. Tiêu Viêm sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, trong cơ thể sinh cơ càng ngày càng ảm đạm, đột nhiên Tiêu Viêm ngực hiện lên một đạo ngọn lửa, tiếp lấy một đầu toàn thân thiêu đốt lên liệt diễm hỏa long trống rỗng xuất hiện, hỏa long đầu tiên là giãn ra một thoáng thân rồng, sau đó dường như bất mãn nói, hỗn độn lớn đế viêm vẫn là không có triệt để từ dưới giới hỏa diễm chuyển hóa thành công, hỏa nguyên bên trong năng lượng cũng quá nhỏ yếu đi một chút. Tiếp theo cúi đầu nhìn về phía ngất đi Tiêu Viêm, phát giác được cái sau thương thế, hỏa long trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, lắp bắp nói, tiểu tử này làm sao tổn thương nặng như vậy? Sau đó suy nghĩ một chút, hỏa long trong hai mắt trong chốc lát hỏa diễm đại thịnh, một cỗ như có như không tinh quang chậm rãi xuất hiện tại hỏa long trong con mắt, mượn nhờ thần bí tinh quang, hỏa long nháy mắt biến thấy rõ Tiêu Viêm trong cơ thể hết thảy. Khi thấy Tiêu Viêm trong kinh mạch bàng bạc bổn nguyên đế khí lúc lập tức đại hỉ, tốt, không có nghĩ tới tên này, trong cơ thể có nhiều như vậy đã luyện hóa tinh thuần bổn nguyên đế khí, hắc hắc, đã như vậy, vậy ta liền cứu ngươi một mạng. Tiếng nói vừa dứt, hỏa long đột nhiên than nhẹ một tiếng, long nhãn nhìn chòng chọc vào Tiêu Viêm toàn thân kinh mạch, từng sợi màu nâu hỏa diễm không ngừng tại trong hốc mắt lưu động, đồng thời một đôi long chảo cũng chậm rãi động, phảng phất đang bóp thứ gì. Sau một khắc, long chảo đột nhiên nhấc lên, một đại cổ cực kỳ tinh thuần bổn nguyên đế khí liền xuất hiện tại hỏa long song chảo ở giữa. Tại cỗ này bổn nguyên đế khí bị lấy ra một nháy mắt, Tiêu Viêm nguyên bản xưng thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc gầy ít đi một chút, nhưng sau đó một khắc, tại tụ hợp đan dịch cường đại dược lực hạ lại một cỗ bị luyện hóa bổn nguyên đế khí rót vào bị hỏa long cướp đi bổn nguyên đế khí trong kinh mạch. Hỏa long thấy này lập tức kích động liên thanh than nhẹ, bắt lấy bổn nguyên đế khí tốc độ càng thêm nhanh thêm mấy phần. Dần dần, tụ hợp đan dịch chỉ còn lại một tia. Tiêu Viêm trong cơ thể trải qua bổn nguyên đế khí vô số lần tẩy luyện, nguyên bản có chút vỡ vụn kinh mạch cùng xương cốt cũng đều hoàn toàn khôi phục, xương thân thể cũng dần dần khôi phục bộ dáng lúc trước. Thu rất nhiều tinh thuần bổn nguyên đế khí, hỏa long cũng là thở dài một hơi, đang muốn tiến vào hỗn độn lớn đế viêm bên trong, nhìn thoáng qua vẫn còn đang hôn mê Tiêu Viêm, hơi chút do dự, lẩm bẩm, tiểu tử này ngay tại đột phá đế sĩ, xem ra cũng đến mấu chốt một bước, được rồi, lại giúp hắn một chút, hắn thực lực mạnh, đối với đem hỗn độn lớn đế viêm hoàn toàn chuyển hóa thành đế hỏa hẳn là cũng có một tia trợ giúp. Suy nghĩ hiện lên, hỏa long giãy giụa thân rồng, đầu rồng gần sát Tiêu Viêm mi tâm, đột nhiên phát ra một tiếng kỳ lạ long ngâm, tiếng long ngâm thoáng qua tức tán, không có truyền ra một tia, long ngâm sau hỏa long phảng phất tiêu hao không ít tinh lực, toàn thân hỏa diễm ảm đạm đi khá nhiều, một đôi long nhãn bên trong cũng là tinh quang không còn, như là tràn ngập vô tận mỏi mệt, mà hậu thân thể hơi dừng một chút, ánh mắt dường như hữu ý vô ý nhìn phương xa một chút, về sau cũng không tiếp tục nhìn Tiêu Viêm, mang theo lượng lớn bổn nguyên đế khí biến mất không thấy gì nữa. Trong bóng tối vô tận, Tiêu Viêm không có tri giác, không có cảm giác, chỉ còn lại một tia mơ màng ngạc ngạc ý thức tại mờ mịt không căn cứ du đãng, thẳng đến cuối cùng một tia ý thức tiêu tán một khắc này, chính là triệt để vẫn thân thời điểm. Ta ở nơi đó, ta là ai? Bóng tối vô tận không gian bên trong, Tiêu Viêm không chỉ một lần hỏi mình vấn đề này, nhưng từ đầu đến cuối không có đạt được đáp án. Ngay tại cuối cùng một tia ý thức như ánh đến khả năng tùy thời diệt vong lúc, đột nhiên một tiếng long ngâm tiếng như đất bằng lên kinh lôi, ầm vang bừng tỉnh. Tiêu Viêm duy nhất một tia yếu ớt trong ý thức, một đầu xưng bá hoàn vũ chư thiên tuyệt thế hỏa long, nương theo lấy hoàng trung đại lữ tiếng long ngâm xuất hiện, tại bóng tối vô tận không gian bên trong, hỏa long thân thể như núi lớn hùng vĩ, khổng lồ thân rồng bên trên thiêu đốt cự diễm phảng phất muốn đem không gian thiêu, to lớn long nhãn bên trong ẩn chứa rung động lòng người quang mang. Tiêu Viêm khiếp sợ tột đỉnh thời điểm, hỏa long đột nhiên ngửa mặt lên trời trường ngâm một tiếng, ngay sau đó thân thể cao lớn vụt nhỏ lại lên, co lại đến mấy trượng lớn nhỏ. Sau đó hóa thành đầy trời điểm sáng biến mất không thấy gì nữa. Đầy trời điểm sáng tại Tiêu Viêm kinh dị ánh mắt hạ đột nhiên chấn động, nháy mắt sau liền đem Tiêu Viêm cuối cùng này một tia ý thức bao trùm. Phát giác được yếu ớt ý thức tại điểm sáng ôm dưỡng hạ cấp tốc khôi phục, Tiêu Viêm lập tức vui mừng quá đỗi, cuối cùng này một tia ý thức lập tức nhắm mắt toàn lực khôi phục.
Ngoại giới, Hỏa Long biến mất sau một hồi, ngất đi. Tiêu Viêm mí mắt bỗng nhiên lắc một cái, ngay sau đó hai tay cũng là khẽ động. Sau một khắc, Tiêu Viêm hai mắt liền chậm rãi mở ra, nhìn thoáng qua đã sáng tỏ thiên không. Tiêu Viêm không lo được đầy người vết máu, vội vàng nhìn về phía trong cơ thể. Tình huống trong cơ thể đã tốt hơn nhiều, kinh mạch toàn thân đã khôi phục bình thường. Loại kia cảm giác đau đớn mặc dù còn lờ mờ có thể cảm giác được, nhưng đối với hiện tại Tiêu Viêm đến nói sớm đã không quan tâm. Làm phát hiện trong cơ thể còn có còn sót lại tụ hợp đan dịch lúc, Tiêu Viêm thần sắc lập tức chấn động, nhìn xem điểm này đan dịch, Tiêu Viêm thở nhẹ một hơi, song quyền nắm chặt, lắp bắp nói, "Liều." Sau đó hai mắt khép hờ, thúc dục trong cơ thể tụ hợp đan dịch cấp tốc vận chuyển lại, rất nhanh, tại còn sót lại tụ hợp đan dịch tác dụng dưới, rất nhiều bổn nguyên đế khí tràn vào bản nguyên đế tinh bên trong. Chẳng qua một lát, một đạo trong suốt như ngọc bản nguyên xiềng xích liền ngưng kết mà ra, tại kim thiết đan xen âm thanh bên trong, bản nguyên xiềng xích chậm rãi xuyên qua kinh mạch toàn thân. Tiêu Viêm nguyên bản giảm xuống khí tức lại đột nhiên tăng cường, một loại trước mắt cảm giác thông thoáng sáng rồi lại trở lại trong đầu. Vừa ngưng kết thành bản nguyên xiềng xích chẳng qua lớn bằng ngón cái, tụ hợp đan dịch điên cuồng lôi kéo dưới, rất nhiều bổn nguyên đế khí nhào nhào rót vào, rất nhanh liền có hài nhi cánh tay phẩm chất phát giác được trong kinh mạch bắt đầu truyền đến chứng đau nhức cảm giác. Tiêu Viêm trong mắt tinh quang lóe lên, cưỡng ép khống chế lên trong cơ thể bàng bạc bổn nguyên đế khí. Bởi vì tụ hợp đan dịch năng lượng đã đánh mất đa số, ngần ấy còn lại tụ hợp đan dịch hấp thu bổn nguyên đế khí không đủ ban đầu 1/5. Tại Tiêu Viêm cưỡng ép khống chế dưới, rót vào bản nguyên xiềng xích bên trong, bổn nguyên đế khí dần dần đình chỉ, ngưng tụ tại bản nguyên đế tinh bên trong. Tiêu Viêm đang nghĩ biện pháp tiêu hao hết những bổn nguyên đế khí lúc, bản nguyên đế tinh bên trong bổn nguyên đế khí đột nhiên chậm rãi ngưng đọng. Tại Tiêu Viêm ánh mắt kinh ngạc bên trong lại ngưng làm một đạo bản nguyên xiềng xích, làm đạo bản nguyên xiềng xích thành công xuyên qua kinh mạch toàn thân. Tiêu Viêm khí tức vừa tăng, so trước kia cường hãn mấy lần, ầm vang bộc phát ra. Rất nhanh, đạo bản nguyên xiềng xích cũng tăng đến hải nhi cánh tay phẩm chất, làm Tiêu Viêm thử lần nữa khống chế bổn nguyên đế khí rót vào lúc, ngưng tụ tại bản nguyên đế tinh bên trong bổn nguyên đế khí, lại chậm rãi ngưng kết làm một đạo bản nguyên xiềng xích. Làm đạo thứ ba bản nguyên xiềng xích phẩm chất cùng trước hai đạo không khác nhau chút nào lúc, tụ hợp đan dịch rốt cục tiêu hao sạch dược lực, điên cuồng tràn vào Tiêu Viêm trong cơ thể, bổn nguyên đế khí cũng nháy mắt tiêu tán. Ngay tại bản nguyên đế tinh bên trong ngưng kết đạo thứ tư bản nguyên xiềng xích cũng ngừng lại, chỉ lưu lại một đạo xiềng xích hình thức ban đầu. Trong đoạn thời gian này, Tiêu Viêm khí thế lần nữa tăng vọt một phen, làm quanh thân nồng đậm bổn nguyên đế khí tiêu tán về sau, Tiêu Viêm cảm thụ một chút so cận tinh đấu đế cường hãn gấp trăm lần thực lực, trên mặt có không che giấu được ý cười, ba đạo đế sĩ. Kích động một hồi lâu, Tiêu Viêm nhìn về phía đầy người vết máu, tràn ngập vui mừng, ánh mắt đột nhiên mãnh liệt bắn ra một cỗ nổi giận chi sắc, Triệu Thanh Sơn, khoản nợ này, ta ghi lại. Nhớ tới Phương Tài đau đến không muốn sống, Tiêu Viêm lòng còn sợ hãi hô thở ra một hơi, vừa rồi hẳn là mình cách tử vong gần đây một lần, cho dù Xích Hỏa Viêm Lang trong huyệt động nhiệt độ cao, cũng không có để cho mình như thế bất lực qua. Nhớ tới vừa rồi tỉnh lại mình Hỏa Long, Tiêu Viêm thần sắc khẽ động, tay phải một nắm, hỗn độn lớn đế viêm liền xuất hiện trong tay, dưới đáy lòng kêu gọi mấy lần Hỏa Long, lại từ đầu đến cuối không có hưởng ứng. Tiêu Viêm hô thở ra một hơi, hướng ngọn lửa bên trong đầu vào một cái ánh mắt cảm kích, sau đó thu hồi hỗn độn lớn đế viêm, cũng không để ý vết máu trên người loang lổ, song quyền nắm chặt, cảm thụ được trong cơ thể ba đạo bản nguyên trên xiềng xích ẩn chứa năng lượng cường đại, Tiêu Viêm không khỏi giống lên, khí thế kéo dài. Ngao, đột nhiên phía sau truyền đến một tiếng trầm thấp hổ gầm. Thanh âm bên trong mang theo vô tận khô giận, Tiêu Viêm cảnh giác nhìn về phía sau lưng, chỉ thấy một con toàn thân trắng như tuyết mãnh hổ đang đứng tại cách đó, không xa một đạo trên gò núi căm tức nhìn chính mình. Xâm vực mùa đông vừa đến, tuyệt đại đa số ma thú cũng sẽ ở cực kỳ địa phương bí ẩn lâm vào sâu ngủ, bình thường động tĩnh căn bản không có khả năng đánh thức bọn chúng, nhưng Tiêu Viêm phương tài tấn cấp động tĩnh thực sự quá lớn, lại thêm vừa rồi một tiếng gầm rú, khiến cho sâu ngủ vân hổ cũng nhịn không được nữa tỉnh lại. Ô! Trầm thấp hổ minh bên trong xen lẫn sự uy hiếp mạnh mẽ, vân hổ chính là một con sơ giai linh thú, ước chừng tương đương với trong nhân loại nhị đạo hoặc ba đạo đế sĩ, lại thêm hung tàn tính cách cùng lực lượng, đồng cấp nhân loại rất khó chiếm được tiện nghi. Ước chừng cũng là thấy rõ thực lực Tiêu Viêm, nóng lòng sâu ngủ vân hổ cũng không cấp tốc triển khai thế công, chỉ là không ngừng gầm nhẹ, để nhìn trước mắt nhân loại thối lui. Tiêu Viêm nhìn thoáng qua vân hổ, đột nhiên cười một tiếng, nói, ta có thể thấy được qua ngươi, hơn một tháng trước không cẩn thận xâm nhập lãnh địa của ngươi, kém chút liền khó giữ được cái mạng nhỏ này, hôm nay ta liền đến báo cái nhỏ thù. Nói xong không đợi vân hổ kịp phản ứng, khẽ quát một tiếng, vung lên hữu quyền mang theo mãnh liệt khí lưu đánh phía cái sau. Cho dù vân hổ không có nghe hiểu Tiêu Viêm lời nói, nhìn thấy cái trận thế này cũng hiểu được, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, dài hơn 4 mét thân hình khổng lồ dị thường linh hoạt, một cái lắc mình liền nhào về phía Tiêu Viêm, sắc bén hổ chảo vung hướng Tiêu Viêm hữu quyền. Cùng là ba đạo đế sĩ, Tiêu Viêm không sợ chút nào, mà lại hắn lúc này chính cần một cái đối thủ thích hợp đến thích ứng một chút đế sĩ thực lực, tự nhiên không có khả năng lùi bước. Đi tới trên đường, hữu quyền phía trên đột nhiên hắc quang đại thịnh, nháy mắt sau đó một đạo to lớn nắm đấm liền trống rỗng xuất hiện, mang theo không gì sánh kịp uy thế đánh tới hướng vân hổ. Phát giác được cự quyền phía trên uy lực, vân hổ trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ, nhưng lập tức thú tính đại phát, trong hai mắt tràn ngập huyết sắc, lao thẳng về phía chạm mặt tới cự quyền. Oanh!
một tiếng vang thật lớn truyền đến. Tiêu Viêm bước chân không hề động một chút nào, Vân Hổ lại kêu thảm hướng về sau lăn mấy mét xa, toàn thân khí tức yếu đi rất nhiều. Kinh ngạc nhìn thoáng qua một quyền của mình tạo thành tổn thương, Tiêu Viêm lại chút khó có thể tin, coi như Vân Hổ là nhị đạo đế sĩ thực lực, mình cũng không có khả năng một quyền liền đem cái chức đánh cho trọng thương đi. Nhìn một chút hữu quyền của mình, Tiêu Viêm đột nhiên nhớ tới mình bản nguyên xiềng xích, bình thường đế sĩ bản nguyên xiềng xích chỉ có lớn bằng ngón cái, mình bản nguyên xiềng xích lại có hải nhi cánh tay phẩm chất, có lẽ đây chính là mình có thể một quyền kích thương Vân Hổ nguyên nhân. Mặc dù trong cơ thể chỉ có 3 đạo bản nguyên xiềng xích, nhưng nghĩ đến coi như phổ thông ngũ đạo đế sĩ khả năng đều không phải là đối thủ của mình, nhưng chỗ thiếu sót duy nhất cũng rất rõ ràng, mình ngưng kết một đạo bản nguyên xiềng xích cần thiết bổn nguyên đế khí, so sánh với người cùng đẳng cấp càng nhiều. Tấn nhất thứ cấp kém chút chết rồi, không trải qua đến chỗ tốt cũng rất nhiều. Nhìn cách đó không xa dãy ruộng chỉ chốc lát cuối cùng không có khí tức Vân Hổ, Tiêu Viêm cười ha ha, sau đó đưa ánh mắt về phía phương xa, nơi đó có một tòa cực kỳ hùng vĩ sơn nhạc, như là một cái tránh thoát thiên địa trói buộc chí cao tồn tại, mặc cho phong tuyết đan sen không thể ăn mòn mảy may. Tiếp tục nhiều ngày bão phong tuyết rốt cục biến mất, một tia ánh nắng xuyên thấu qua vô biên tầng mây chiếu vào trắng xóa đại địa bên trên, tại trên mặt tuyết phản chiếu một tầng quang huy, vì sáng sớm xâm vực mang đến mấy phần tĩnh mịch cảm giác. Nhưng mà ngắn ngủi tĩnh mịch nháy mắt bị một tiếng thê lương tiếng giống giận dữ đánh nát. Một lát sau tiếng giống giận dữ biến mất, Tiêu Viêm mặt mũi tràn đầy vui mừng từ một chỗ trong huyệt động chạy vội mà ra, cầm trong tay một gốc màu đỏ nhạt tinh trạng thảo dược. Không nghĩ tới một con sơ giai linh thú trong huyệt động cũng sẽ sinh trưởng nguyên cỏ, kém chút liền bỏ lỡ cơ hội. Tiêu Viêm nhìn thoáng qua trong tay cỏ, lúc này vò nát thành cặn bã, đem mảnh vụn thoa khắp hai tay, lập tức trên hai tay truyền đến một cỗ nhàn nhạt nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Từ cùng Triệu Thanh Sơn trao đổi tới luyện đan trong tin tức, Tiêu Viêm cũng biết một chút có thể luyện chế đan dược dược liệu cùng một chút có thể ngoại dụng thảo dược, giống như túc nguyên cỏ đồng dạng, mặc dù không phải luyện chế đan dược dược liệu, nhưng có thể trực tiếp đem nước thuốc bôi lên tại chỗ bị thương, khám xưng thánh dược chữa thương. Đợi trên hai tay nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác dần dần biến mất về sau, hai tay truyền đến một trận thư giãn cảm giác làm Tiêu Viêm vui mừng, rốt cục đem bởi vì hai ngày tiền căn tấn thăng đế sĩ mà lưu lại ẩn tật cơ bản hoàn toàn khôi phục. Lắc lắc khôi phục tốt hai tay, Tiêu Viêm quát nhẹ một tiếng, lập tức trong cơ thể 3 đạo bản nguyên xiềng xích hoa hoa tác hưởng, tại thể nội khuấy động lên trận trận tiếng kim loại, cảm thụ được trong cơ thể phảng phất dùng mãi không hết khổng lồ bổn nguyên đế khí, Tiêu Viêm trong đầu lập tức nảy mầm ra một cỗ hào khí vạn trượng, nhìn ánh mắt cuối một tòa không ngớt cự phong, trên cự phong tràn ngập khí thế cường hãn cho dù Tiêu Viêm cách xa nhau ngàn dặm vẫn như cũ có thể ẩn hàm cảm giác được. Không hổ là chí thánh cường giả vẫn lạc sau hóa thành. Chậc chậc sợ hãi thán phục một phen, Tiêu Viêm tâm thần khẽ động, một tia chấn nhiếp khí tức tuôn ra, dễ như trở bàn tay liền triệt tiêu xa xa truyền tới chí thánh khí tức. Sau đó Tiêu Viêm lắng lại hạ nội tâm hơi kích động, thiên hoàng cánh chấn động ở giữa thân ảnh sớm đã không gặp. Đông Tinh vực, học viện Vân Lạc. Tại một mảnh liên miên thanh sơn bên trong, mấy tên khí tức mạnh yếu không đồng nhất trưởng lão đứng vu sơn đỉnh, một bên dò xét phía dưới mấy ngàn phổ thông học viên luyện công buổi sáng, một bên tán gẫu. Phương trưởng lão, năm nay tuyển nhận học viên có cái gì hạt giống tốt? Một thân mang màu mực trường bào trung niên nhân như ưng sắc bén ánh mắt liếc nhìn phía dưới mấy ngàn học viên một chút, đột nhiên lên tiếng hỏi bên cạnh một học viện trưởng lão. Nếu như Vân Nhi mấy người ở đây, nhất định có thể một chút nhận ra tên này Phương trưởng lão, đây chính là năm đó ở Tân Đế vực tuyển nhận Tiêu Viêm năm người đế hoàng cấp trưởng lão. Lúc này Phương trưởng lão Văn Ngôn khổ cười một tiếng, nói: "Diệp trưởng lão, năm nay tại năm cái Tân Đế vực trưởng lão không có người nào tuyển nhận đến hạ giới đấu đế, mà tại học viện chung quanh ba cái trong phủ tuyển nhận học viên, tuy nói đạt mấy ngàn người, nhưng đừng nói xuất hiện một tôn giai thí luyện giả, liền hoàng giai thí luyện giả đều lác đác không có mấy." Diệp trưởng lão Văn Ngôn kiếm mi không khỏi hơi nhíu, loại kết quả này thực sự có chút quá kém, tinh nguyệt linh vực một đời mới thật sự là một đời không bằng một đời, khẽ thở dài một cái nói, kia tinh vực mặt khác ba tòa học viện đâu? Phương trưởng lão hơi suy nghĩ một chút nói, theo Vân Lạc ám vệ truyền về tin tức, năm nay tam đại học viện cũng đều không có thu hoạch quá lớn, liền tinh thiên học viện cũng bất quá tuyển nhận 3.000 học viên. Diệp trưởng lão khẽ gật đầu, đột nhiên nói, đúng, 2 năm trước ngươi tuyển nhận đạt tới thánh giai thí luyện tiểu gia hỏa hiện tại thế nào, rồi. Phương trưởng lão cười ha ha, xuất ra một viên óng ánh bích thấu ngọc châu bên trong có một điểm hồng quang chính lấy khó mà phát giác tốc độ di động tới. Phương trưởng lão hai tay đặt ở ngọc châu bên trên, miệng lẩm bẩm, rất nhanh, làm ngọc châu tản mát ra một đạo lóa mắt quang hoa. Sau Phương trưởng lão mới mở hai mắt ra, lau một cái mồ hôi trên trán nói, dường như đang theo Thánh Vẫn Sơn phương hướng xuất phát. Thánh Vẫn Sơn. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, chung quanh các vị trưởng lão đều là giật mình, liền Diệp trưởng lão đều có chút chấn kinh. Một hồi lâu, Diệp trưởng lão Phương Tài lo lắng nói, đây chính là đã qua vạn năm đại thế giới duy nhất Vẫn Lạc chí thánh, biến thành sơn nhạc a, tiểu gia hỏa kia tại xâm vực là làm sao biết? Phương trưởng lão cũng là lắc đầu, hồi lâu mới nói, có thể là vừa vặn đi ngang qua đi. Diệp trưởng lão Văn Ngôn mỉm cười, nói, bất kể như thế nào, tiểu gia hỏa tại Thánh Vẫn Sơn mặc dù không có khả năng có thu hoạch, nhưng Thánh Vẫn Sơn chung quanh trong vòng vạn dặm lại không có cái gì cường đại thiên thú, cũng là vẫn có thể xem là một loại đi đường phương pháp tốt. Bên cạnh một vị hơi có vẻ trẻ tuổi trưởng lão đột nhiên nói, Diệp trưởng lão, Thánh Vẫn Sơn đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thật là chí thánh cường giả vẫn lạc sau hình thành sao?
Lời vừa ra khỏi miệng, lập tức dẫn tới mấy tên khác trưởng lão hỏi thăm ánh mắt. Bọn hắn mặc dù đều là đế hoàng cấp trưởng lão, nhưng bởi vì thân là học viện thân phận trưởng lão hạn chế, căn bản không có cơ hội đến xâm vực tận mắt tòa kia trong truyền thuyết chí thánh, vẫn lạc hình thành cự nhạc. Trong mắt bọn hắn, thiên tôn cường giả gần như đã là bất tử chi thân, so thiên tôn mạnh hơn chí thánh, vậy cơ hồ là bất tử bất diệt biểu tượng. Đến cùng là cái gì lại làm một cái chí thánh đều có thể vẫn lạc? Diệp trưởng lão cũng là thở dài, suy tư thật lâu. Phương Tài nói khẽ, ta cũng là nghe viện trưởng tại trong lúc vô tình nói lên, mấy vạn năm trước, một trận đủ để kinh động đại thế giới, chư thiên mười vực khoáng thế đại chiến tại xâm vực bộc phát, nghe nói tham chiến chính là trọn vẹn 4 tên chí thánh cấp bậc chí cường giả, trận chiến kia thẳng đánh xâm vực đất chết ức vạn dặm, vô số kẻ cường đại thiên thú vẫn lạc, liền xâm vực mấy đại thủ hộ giả cũng không dám nhúng tay, sau cùng kết cục, dường như là vẫn lạc 2 tên chí thánh. Mọi người đều là giật mình, đều nhìn ra những người khác trong mắt khó có thể tin. Hơn nửa ngày Phương trưởng lão mới không kịp chờ đợi nói, nếu là 2 tên, vậy làm sao mới hóa ra một tòa thánh vẫn sơn? Diệp trưởng lão suy nghĩ một chút nói, nghe nói vẫn lạc 2 tên chí thánh, một vẫn lạc sau liền hóa thành một tòa vạn trượng cự nhạc, một tên khác vẫn lạc thời điểm, toàn bộ xâm vực thiên không bốc cháy lên vô tận hỏa diễm, tản mắt ra ngàn vạn quang mang che khuất chân trời, sau đó hỏa diễm tiêu tán, tên kia chí thánh liền mất đi thân ảnh. Mang theo ánh mắt kinh ngạc nhìn nhau, Phương trưởng lão mấy người đều không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt, không có một tia ngày xưa trưởng lão uy nghiêm. Diệp trưởng lão dừng một chút lại nói, đại chiến kết thúc về sau, Thánh Vẫn Sơn liền do này gọi tên, hấp dẫn vô số đế đạo, thiên tôn cấp cao thủ tới đây tầm bảo, để đạt được một tia chí thánh cảm ngộ, thậm chí đế hoàng, hoàng đạo cấp cao thủ đều xu chi nhiệm vụ, nhưng không có người nào đạt được một tia bảo vật. Lúc trước cha hỏi vị trưởng lão kia một mặt hướng về chi tình, nói, vị kia chí thánh cường giả lại có lớn như vậy lực hấp dẫn. Diệp trưởng lão cũng cảm khái nói, kia là đương nhiên, chí thánh, vậy nhưng đại biểu cho phiến thiên địa này thực lực mạnh nhất, tùy tiện một tia truyền thừa liền đủ để dẫn phát thế gian điên cuồng, bằng không sao dám mang theo đến chữ. Mà lại, vị kia vẫn là cường giả cũng không phải phổ thông chí thánh, mà là vạn năm trước đó danh chấn mười vực luyện đan thánh sư, một tay đan thuật xuất sắc, ngạo thế thiên địa. Nghe Diệp trưởng lão từ đáy lòng tiếng than thở, trong giọng nói có không che giấu được sùng kính, Phương trưởng lão đám người cũng là nhìn nhau cười một tiếng, cái trước làm học viện Vân Lạc Đan hội phó hội trưởng, đối một chút đã từng danh dương chư vực luyện đan đại sư đều là sùng kính có thừa. Vị kia chí thánh cường giả kêu cái gì? Phương trưởng lão trong lòng hơi động, hiếu kỳ nói. Diệp trưởng lão gãi đầu một cái, nghĩ một lát nói, dường như gọi Dịch Thiên Trần đi. Sau khi nói xong nhìn thoáng qua phía dưới đã có chút lười biếng xuống tới học viên, Diệp trưởng lão trong mắt lập tức hiện lên một tia bất mãn, âm thanh lạnh lùng nói, một đám không có tiền đồ ra hỏa, khó trách cho dù có gia tộc phong phú tài nguyên duy trì, cũng vĩnh viễn không cách nào cùng thông qua thánh giai thí luyện học viên so sánh, liền phần này tâm tính vĩnh viễn chỉ có thể là con đường cường giả bên trên người khác bàn đạp. Sau đó nhìn về phía thần sắc giống vậy bất mãn Phương trưởng lão nói, thật tốt quan sát tiểu gia hỏa kia, có tình huống như thế nào lập tức báo cáo, học viện chúng ta mấy chục năm Phương Tài ra như thế một cái thu hoạch được thánh giai thí luyện điều kiện người, nghe nói cái khác ba tòa học viện 2 năm trước cũng riêng phần mình tuyển nhận mấy cái phát động tối cao thí luyện yêu nghiệt, đã phân biệt thu xếp tại một ít địa phương đang tiến hành thí luyện. Phương trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu, Diệp trưởng lão ngươi yên tâm đi. Diệp trưởng lão nhẹ gật đầu, sau đó nhìn cũng không nhìn dưới đáy trong sơn cốc 2-3 cái một đám tọa hạ nghỉ ngơi tán kiếm học viên, bước chân khẽ nhúc nhích ở giữa thân hình đã ở ngoài trăm thước, hai cái hô hấp ở giữa Diệp trưởng lão đã rời khỏi nơi này. Diệp trưởng lão rời đi về sau, Phương trưởng lão nhìn thoáng qua trong sơn cốc lười biếng học viên cũng là thất vọng lắc đầu, lắp bắp nói, gỗ mục không điêu khắc được vậy, tinh vực tứ đại tộc yêu nghiệt tử đệ cùng lấy được thánh giai thí luyện trời kiều còn, tại không muốn sống khổ tu, các ngươi những không còn gì khác ra hỏa đổ sống thật dễ chịu. Xâm vực, lấy Tiêu Viêm Viễn Siêu ba đạo đế sĩ rồi giao bổn nguyên đế khí, vẫn như cũ là không liền đoạn chạy vội 4 ngày Phương Tài, đuổi tới Thánh Vẫn Sơn dưới chân, liền đây là trên đường không có ma thú quấy rầy tốc độ. Bình phục một chút trong cơ thể bổn nguyên đế khí chập trùng, Tiêu Viêm rốt cục nhìn thấy nghe tiếng đã lâu Vẫn Thánh Sơn, nhìn thấy lần đầu tiên Tiêu Viêm liền cảm thấy phát ra từ sâu trong linh hồn kinh hãi, Vẫn Thánh Sơn mạch không hề giống một chút bình thường cự hình dãy núi, như thế liên miên vạn dặm, chập trùng không chừng, mà là như một thanh kiếm sắc bay thẳng thiên khung, cả tòa sơn nhạc khí thế bằng bạc, tựa như một ngạo thế thiên địa tuyệt đại chí thánh, nhìn xuống chúng sinh, kia làm thiên khung đều có chút run rẩy khí thế, mặc dù đã qua vạn năm năm tháng nhưng không có một tia yếu bớt, vẫn như cũ cường hãn như vậy, không kém chút nào. Lần thứ nhất cảm nhận được loại này thuộc về chí thánh khí thế, Tiêu Viêm không khỏi hai chân mềm nhũn, suýt nữa quỳ rạp xuống đất, chấn nhiếp khí tức lập tức mãnh liệt bắn mà ra, khiến cho Tiêu Viêm đối mặt mãnh liệt khí thế yếu bớt rất nhiều. Tiêu Viêm thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía đâm thẳng thiên khung đỉnh núi, vừa mắt chỗ không gặp cuối cùng, sườn núi chỗ mây trắng ung dung, thật có một loại tồn tại vạn năm năm tháng tang thương cảm giác. Cao như vậy núi, tìm kiếm một lần muốn phí bao nhiêu thời gian, huống hồ vài vạn năm đến nhiều như vậy thiên tôn đều tới qua không một thu hoạch, bằng một mình ta làm sao có thể. Ngay tại Tiêu Viêm cười khổ lúc, đột nhiên trước mặt hiện ra một cỗ ngọn lửa, sau đó hỏa long liền đằng không mà lên. Hỏa long cũng không nhìn Tiêu Viêm, ngược lại hết sức chăm chú nhìn chằm chằm tòa Thánh Vẫn Sơn trước mặt, chuông đồng lớn nhỏ long nhãn nháy mắt cũng không nháy mắt, hơn nửa ngày Phương Tài than nhẹ một tiếng, long ngâm bên trong ẩn chứa vô tận vui sướng. Tiêu Viêm ánh mắt kinh ngạc, hỏa long thân thể bãi xuống, đột nhiên hóa thành một đầu dài đến ngàn trượng khổng lồ hỏa long trên thân thể hỏa diễm ngập trời, khí thế kinh người,
Cùng Tiêu Viêm ngày đó trong hoảng hốt nhìn thấy cự long không khác nhau chút nào. Ngay sau đó hỏa long dẫn trời thét dài một tiếng, ẩn chứa long uy long khiếu tiếng như sấm rền, đánh tan vô tận tầng mây. Đồng thời cự long trước đó hỗn độn lớn đế viêm đột nhiên xuất hiện, tại cự long không ngừng than nhẹ dưới, hỗn độn lớn đế viêm nhanh chóng tăng lớn, một viên cự đản từ trong đó chậm rãi hiển hiện. Cự đản hiển hiện một nháy mắt, Tiêu Viêm liền cảm giác được trước mắt Thánh Vẫn Sơn phảng phất có sự sống, chậm rãi bắt đầu chuyển động. Cùng một thời gian, Tiêu Viêm phảng phất nghe được phía chân trời xa xôi, một tiếng quen thuộc Tước Minh Thanh đột nhiên vang lên. Sau một khắc, Tước Minh Thanh đã tới bên tai, một con che khuất bầu trời, như nước thép đúc thành cánh lớn cũng đồng thời xuất hiện ở trên bầu trời, uy thế chấn bát hoang. Xâm vực thủ hộ giả một trong, Thương Cổ Huyền Tước. Thương Cổ Huyền Tước xuất hiện một nháy mắt, Thánh Vẫn Sơn cái khác cự long cũng là hét giận dữ một tiếng, toàn thân khí tức tăng mạnh, trong khoảnh khắc trên thực lực đến giai đoạn mới. Cự long đèn lồng lớn nhỏ hai mắt không mang mảy may tình cảm nhìn xem, trên không con kia che khuất bầu trời cánh lớn, toàn thân liệt diễm phảng phất muốn thiêu tận hương sinh thế lửa ngập trời, đồng thời long ngâm không ngừng. Tiêu Viêm khiếp sợ nhìn qua trên không cánh lớn, trước mắt cũng là cảm thấy từng đợt mê muội, chuyện gì xảy ra, liền Thương Cổ Huyền Tước đều dẫn ra. Một tiếng bén nhọn lệ minh thanh phảng phất từ cửu thiên bên ngoài truyền đến, cánh lớn vỗ ở giữa, Thương Cổ Huyền Tước thân hình cấp tốc thu nhỏ, trong chớp mắt liền co lại đến ngàn trượng lớn nhỏ. Bởi vì Thánh Vẫn Sơn trong phương viên vạn dặm cổ thụ cực ít, Tiêu Viêm liền rõ ràng thấy rõ xâm vực thủ hộ giả tôn nhan. Vừa mắt chỗ là một con cực kỳ to lớn đen tước, đen tước toàn thân hắc vũ lóng lánh quang mang chói mắt, nhìn qua cực kỳ xinh đẹp, đồng thời từng sợi hắc diễm tại đen tước quanh thân không ngừng nhảy lên, hắc diễm những nơi đi qua không gian thậm chí đều rơi xuống có chút ít mảnh vỡ. Thương Cổ Huyền Tước phần đuôi cũng không phải là đơn nhất màu đen ngắn vũ, mà là như đuôi phượng có thật dài lông vũ, nhìn qua cực kỳ ưu nhã. Hỏa Long nhìn cách đó không xa Thương Cổ Huyền Tước, trầm tư chỉ chốc lát đột nhiên miệng nói tiếng người nói, quả thật là ngươi, tiểu hắc chim, vạn năm không gặp, thực lực của ngươi vẫn là dậm chân tại chỗ. Thương Cổ Huyền Tước văn môn giật mình, một lát sau một tiếng cực kỳ lạnh lùng giọng nữ từ sau người trong miệng truyền ra, không nghĩ tới ngươi thật còn sống, vạn năm trước kia một trận đại chiến gần như đem xâm vực hủy đi, ngươi hôm nay lại muốn làm gì? Nghe Thương Cổ Huyền Tước lãnh diễm thanh âm, Tiêu Viêm thần sắc lập tức một trận kinh ngạc, không nghĩ tới cường hãn xâm vực thủ hộ giả thế mà là mẫu. Tiêu Viêm lắc đầu, lấy hắn tại Thương Cổ Huyền Tước trong mắt liền sâu kiến, cũng không tính thực lực thế mà có thể nghe được Thương Cổ Huyền Tước thật âm, thật đúng là như mộng đồng dạng. Hỏa Long Văn Môn cũng là lạnh cười một tiếng, lấy thực lực của ngươi coi như muốn ta làm cái gì, ngươi có thể ngăn cản sao? Làm càn, ngươi còn tưởng rằng đây là vạn năm trước đó sao? Thương Cổ Huyền Tước thân là xâm vực thủ hộ giả một trong tự nhiên có mình ngạo khí, vạn năm trước đó bốn thánh chi chiến, đừng bảo là nàng, coi như mấy cái khác mạnh hơn nàng thủ hộ giả cũng không dám nhúng tay, một cái chí thánh liền có thể nhẹ nhõm diệt mấy cái thiên tôn, huống chi lúc ấy là bốn cái đánh điên chí thánh, bình thường chí thánh cũng không dám mạo hiểm nhưng nhúng tay, các nàng càng là trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Nhưng bây giờ Hỏa Long dáng vẻ rõ ràng là nhận qua tổn thương bản nguyên tổn thương, thực lực còn chưa kịp mình một phần mười, lấy Thương Cổ Huyền Tước một mạch ngạo khí đương nhiên là nháy mắt liền nổi giận lên. Hỏa Long mỉa mai cười một tiếng, vạn năm trước đó ngươi dám xuất hiện tại bản vương trước mặt. Câu nói này không khác là lửa cháy đổ thêm dầu, bao nhiêu năm, quản chi là lấy ma lực lấy xưng man vực người đến nơi đây thí luyện, cùng mình ngang cấp man vực trưởng lão gặp được chính mình cũng muốn khách khí một phen, bây giờ nho nhỏ Hỏa Long cư nhiên như thế châm chọc nàng. Thương Cổ Huyền Tước lập tức vươn cổ lệ minh mấy tiếng, trên thân thể hắc diễm đại thịnh, phảng phất muốn đốt diệt hư không. Hỏa Long ánh mắt cũng là ngưng trọng, hiện tại Thương Cổ Huyền Tước mạnh hơn chính mình quá nhiều, chỉ sợ vừa đối mặt mình liền sẽ bị đánh cho trọng thương, nhưng hắc điểu thực sự quá mức ngông cuồng, không thu thập dừng lại, sự tình phía sau chỉ sợ sẽ không rất dễ dàng. Nhất niệm hiện lên, Hỏa Long khổng lồ thân rồng đột nhiên uốn éo, toàn thân liệt diễm điên cuồng thiêu đốt, khiến cho quanh thân không gian đều có chút giả thoáng, ngập trời liệt diễm chiếu chân trời đều biến thành màu đỏ, uyển như mây lửa, chấn động lòng người xinh đẹp về sau ẩn tàng chính là vô tận nguy cơ. Thương Cổ Huyền Tước khí thế so Hỏa Long càng mạnh mấy phần, từng chiếc tước vũ như là đâm rách thương thiên lợi kiếm, ẩn chứa đủ để lực lượng hủy thiên diệt địa. Giờ phút này Thương Cổ Huyền Tước mở ra che khuất bầu trời cánh chim, trong chốc lát thiên không liền tối xuống, cánh chim phía trên quang hoa cấp tốc lưu chuyển, từng đạo khiến cho thiên địa đều vì đó run rẩy quang mang ầm vang bắn ra. Tiêu Viêm cho dù có chấn nhiếp khí tức hộ thân, tại hai đại thái cổ hung thú khí thế hạ y nguyên cảm nhận được áp lực vô tận, hạo hàn như dương khí tức phát thiên cái địa nước cuồn cuộn mà xuống, khiến cho Tiêu Viêm hô hấp lập tức gấp rút vô cùng, hai chân đều có chút uốn lượn, toàn thân mồ hôi đầm đìa, rất nhanh liền ẩm ướt quần áo. Đôi môi bởi vì hàm răng cắn chặt chảy ra từng tia vết máu, Tiêu Viêm tại chịu đựng chấn ngũ tạng sáu bụng đều có chút khó chịu hạo hàn khí tức lúc, hai mắt lại dị thường sáng ngời, nơi bụng, bản nguyên đế tinh chính chậm rãi vận chuyển, đang chấn nhiếp khí tức hiệp trợ dưới, đem Hỏa Long cùng Thương Cổ Huyền Tước khí tức lặng lẽ thu nạp vào đến luyện hóa. Ngay bên Dương Cung Bạt Kiếm, khí tức cực kỳ kiềm chế thời khắc, Hỏa Long sau lưng cự đàn phía trên màu nâu hỏa diễm, đột nhiên thiêu đốt ra một cái biển lửa, hừng hực cự diễm hóa thành một đạo hỏa long, Hỏa Long thân rồng bãi xuống, như lưu tinh truy nguyệt nhìn về phía Thánh Vẫn Sơn. Hỏa Long vừa tiếp xúc với Thánh Vẫn Sơn, liền hóa thành khắp thiên hỏa tia tan rã ở giữa thiên địa. Sau một khắc, tại Hỏa Long kinh hỉ cùng Thương Cổ Huyền Tước ánh mắt khiếp sợ dưới, Thánh Vẫn Sơn bỗng nhiên khẽ động, một cỗ có thể lấy đâm rách thanh thiên hạo hàn, khí tức từ đỉnh núi tràn ngập mà xuống, mang theo không gì sánh kịp cảm giác áp bách mênh mông cuồn cuộn xung kích tại Hỏa Long cùng Thương Cổ Huyền Tước ở giữa. Cỗ khí tức này cực kỳ bàng bạc cùng hạo hàn,
giống như đại dương thao thao bất tuyệt, so sánh dưới Hỏa Long cùng Thương Cổ Huyền Tước, khí thế cũng có chút không chịu nổi vừa mắt. Khí tức xuất hiện đồng thời, áp bách tại Tiêu Viêm, trên người hai đạo như nặng như Thái Sơn khí thế nháy mắt chôn vùi, sau đó tại Tiêu Viêm ánh mắt khiếp sợ bên trong, Hạo Hàn khí tức chậm rãi ngưng làm một đạo mơ hồ ảnh chân dung, đồng thời một giọng già nua, phảng phất đủ để ép đạp thanh trời chậm rãi truyền ra. Thương Cổ Huyền Tước, mới là tiểu long lỗ mãng, mong rằng nhiều đảm đương, không đưa. Tiếng nói vừa dứt đồng thời, không đợi Thương Cổ Huyền Tước kêu lên sợ hãi, cỗ này sắc bén đến cực điểm khí tức đột nhiên biến đổi, hóa thành một cái ngàn trượng lớn nhỏ hư vô cự trưởng thường thường đẩy ra, nhìn qua không có một tia uy lực, nhưng sau một khắc, cự trưởng trước đó không gian từng khúc nứt toác, đen khiến người tâm thần phát run, không gian lỗ đen hiển lộ ra. Thương Cổ Huyền Tước, tại cự trưởng trước mặt phảng phất một con tiểu hắc chim không có chút nào chống cự, một tiếng gào thét về sau, thân ảnh khổng lồ nháy mắt không ở giữa. Nhìn qua vỡ vụn cự trưởng, Tiêu Viêm chấn kinh sau khi lông mày một đột nhiên động một cái, cỗ năng lượng này là quen thuộc như vậy, là linh hồn lực lượng. Linh hồn lực lượng, phát giác được cự trưởng ẩn chứa lực lượng, chỉ một trưởng liền đem một con xâm vực thủ hộ giả đánh bay không biết bao xa, vậy linh hồn lực lượng phải cường hãn đến mức nào? Tiêu Viêm không khỏi hít một hơi hơi lạnh, tại cỗ này linh hồn phía dưới, Triệu Thanh Sơn kia đế hoàng cấp linh hồn đúng như chín châu mất sợi lông. Tiêu Viêm chính sợ hãi thán phục lúc, đột nhiên nghĩ đến cái gì, thần sắc bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nhìn về phía đạo từ khí thế ngưng ra bức ảnh, vị kia chi thánh cường giả không phải vẫn lạc sao, làm sao có thể còn sẽ có linh hồn lực lượng tồn tại. Còn chưa chờ Tiêu Viêm nghĩ rõ ràng, đạo bức ảnh đột nhiên tiêu tán, sau đó Tiêu Viêm chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại liền mất đi tri giác. Ngay tại lúc đó, ngàn trượng Hỏa Long cùng cự đản tại bức ảnh tiêu tán cùng thời khắc đó thân ảnh cũng là biến mất không thấy gì nữa, Thánh Vẫn Sơn tại khẽ run lên về sau, lần nữa khôi phục bình thường. Bắc Xâm Vực, bình tĩnh vạn năm lâu đại xâm lâm trên không, không gian đột nhiên vỡ vụn, sau một khắc, một con ngàn trượng lớn nhỏ to lớn đen tước từ không gian bên trong mãnh liệt bắn mà ra, vạch đi mấy vạn dặm phương tài ổn định thân hình. Thương Cổ Huyền Tước lòng còn sợ hãi nhìn thoáng qua đông nam phương hướng, nghĩ đến kia giản dị tự nhiên một trưởng liền có chút phát run, qua một hồi lâu mới thét to, không có khả năng, hắn không phải một vạn năm trước liền vẫn lạc sao? Làm sao có thể còn có ý thức? Ẩn chứa thiên tôn khí thế gào lớn tiếng như lôi đình ầm ầm rung động, phía dưới vô số linh thú một tiếng thê minh, thân xác trực tiếp nổ tung lên, hóa thành một đoàn huyết vũ. Rất lâu, xa xôi phía nam truyền đến một đạo ý thức cường đại, Thương Cổ Huyền Tước cánh lớn khẽ động, cỗ này ý thức liền truyền vào trong đầu của mình. Tước muội, làm sao vậy, phát như thế đại hỏa? Nghe đạo trầm thấp thanh âm hùng hồn, Thương Cổ Huyền Tước hừ lạnh một tiếng, nói: "Vạn năm trước vẫn lạc chí thánh, thế mà còn có ý thức, vừa mới ta đi xem lúc một trưởng đem ta đánh bay nửa cái xâm vực." Phương xa tồn tại Văn Ngôn dừng một chút, truyền đến một đạo mang theo ý cười ý thức, vậy thì có cái gì kỳ quái, chí thánh cường giả ý thức vạn năm bất diệt, huống chi, đây chính là đã từng danh dương chư vực luyện đan thánh sư, lấy hắn cường đại linh hồn chi lực có thể làm đến điểm này cũng rất bình thường, ngươi không cần phải để ý đến hắn, lão tổ đã từng nói, lấy thương thế của hắn, coi như huyền diệu chi cảnh truyền thuyết cường giả tự mình ra tay đều vô dụng, đợi thêm mấy năm tự nhiên là tiêu tán. Thương Cổ Huyền Tước lúc này mới dễ chịu một điểm, lầm bầm vài câu, cánh lớn vỗ ở giữa liền không gặp thân ảnh. Vân Lạc Trường Học, Tiêu Viêm cùng Hỏa Long đồng thời biến mất ngay lập tức, phương trưởng lão trong tay xanh ngọc viên châu liền ứng thanh mà nát. Lúc này ở học viện một tòa thần bí trong sơn cốc, mấy cái thân mang màu đen trường bào lão giả chính một mặt nghiêm trọng nhìn qua, trước mặt vỡ vụn ngọc châu, tên kia Diệp trưởng lão ở vào dưới tay, nhìn về phía mấy cái ánh mắt của lão giả bên trong tràn ngập kính sắc. Hạt châu này vỡ vụn thời điểm, tiểu gia hỏa kia đại khái tại cái gì phương vị? Một vị lão giả râu bạc trắng mở to vẩn đục hai mắt nhìn ngọc châu một hồi, lên tiếng hỏi, ngọc châu là học viện Vân Lạc vì thánh giai thí luyện giả chuyên môn thiết kế. Khả quan xem xét thí luyện giả phải chăng còn sống, làm ngọc châu vỡ vụn một khắc, cũng liền mang ý nghĩa thí luyện giả đã không còn sống ở thế. Diệp trưởng lão Văn Ngôn vội vàng nói, đại khái tại xâm vực Thánh Vẫn Sơn lân cận. Mấy vị lão giả nghe xong đều lẫn nhau nghi hoặc nhìn một chút, một vị khác thân hình khô gầy lão giả lắc đầu, thán tiếng nói, Thánh Vẫn Sơn lân cận không có một con ma thú, thiên thú càng không khả năng tồn tại, đây là mọi người đều biết, đã như vậy vậy chỉ có một loại khả năng, là bị cùng đi Thánh Vẫn Sơn tầm bảo cái khác cường giả đánh giết. Mấy vị khác trưởng lão Văn Ngôn cũng là nhao nhao gật đầu, hiển nhiên đều tán đồng vị trưởng lão này thuyết pháp. Đáng tiếc, vị trí cao nhất một vị tóc hoa dâm lão giả thở dài một hơi, nói, thật sự là trời không phù hộ Vân Lạc, hơn 10 năm, thật vất vả mới xuất hiện thánh giai thí luyện giả nhưng bất hạnh vẫn lạc, lần này, chúng ta cùng mặt khác ba tòa học viện tân sinh học viên thực lực một chút liền kéo ra. Bên cạnh một vị lão giả đầu hói không quan tâm nói, tại Thánh Vẫn Sơn lân cận đều có thể chết, đó cũng là hắn vận khí không tốt, trách không được người khác. Thượng thủ lão giả chừng cái sau một chút, quay đầu đối Diệp trưởng lão nói, Diệp Thanh cùng tiểu gia hỏa kia một khối gia nhập học viên, bốn người khác hiện tại thế nào rồi? Diệp trưởng lão suy nghĩ một chút cười nói, tuy nói học viện cho bọn hắn bốn người rất cao đãi ngộ, nhưng thiên phú của bọn hắn thật nhiều mạnh, mạnh nhất đã là cửu tinh trung kỳ đấu đế, yếu nhất một cái cũng là bát tinh hậu kỳ. Lão giả nhẹ gật đầu, suy nghĩ một chút nói, đã như vậy, tên là Tiêu Viêm thí luyện giả chết sự tình đừng tìm bọn hắn nói, đã thiên phú rất cao, vậy thì chờ bọn hắn tất cả đều tiến vào đế sĩ, sau liền để bọn hắn trở thành chính thức học viên, đưa vào ngoài học viện giới tu luyện đi. Diệp Thanh cung kính nhẹ gật đầu, lập tức quay người rời khỏi nơi này. Đưa mắt nhìn Diệp Thanh rời đi, thượng thủ trưởng lão đột nhiên thở dài một hơi nói,
học viện một cái duy nhất thánh giai thí luyện giả bỏ mình, đối với chúng ta đến nói cũng là sự đả kích không nhỏ. Lần tiếp theo 4 viện thi đấu, chúng ta có thể sẽ có nguy cơ rất lớn. Đầu chọc trưởng lão nhướng mày, nói, đại trưởng lão, ngài cũng quá bi quan, học viện Vân Lạc Cốc trung giới 10 tên học viên, một không phải cấp độ yêu nghiệt, Du Dương càng là lần trước thánh giai thí luyện giả, Lâm Đào bọn hắn cũng là thiên phú gần giống yêu quái, chưa hẳn liền chống lại không được cái khác 3 viện. Mộc Du Dương cùng Lâm Đào bọn hắn cũng là bọn cường giả lại không phải là không có, liền lấy Nam Thiên học viện đến nói, Mộc Du Dương có lẽ có thể cùng Chu Bất Nghi một trận chiến, nhưng Lâm Đào chưa hẳn có thể chiến thắng Lôi Vân Đình. Mà lại, lần này Tam Đại Viện yêu nghiệt chúng ta hẳn là để ai đến chống lại? Chu tộc tiểu yêu nghiệt Chu Tinh Nguyệt gia nhập Nam Thiên, còn có hạng tộc hạng thiếu thiên gia nhập Tinh Thiên, có xu hướng lực công chúa cũng gia nhập Lưu Ly, những người này thiên phú so Mộc Du Dương bọn hắn yếu. Chúng ta đây, chúng ta có cái gì? Đại trưởng lão một phen lập tức, để ở đây mấy vị trưởng lão á khẩu không trả lời được, ánh mắt của mọi người bên trong bắt đầu toát ra một tia ngưng trọng, học viện Vân Lạc tương lai thật sự có mấy phần không ổn, không có thánh giai thí luyện giả, lần này học viện Vân Lạc khả năng thật sẽ mặc kệ ba viện xâm lược. Tới đây thì cũng kết thúc nội dung của tập 7 đấu phá thương khung chi đại thiên thế giới. Các bạn nếu thấy hay hãy cho mình xin một like và comment những ý kiến của mình vào phần bình luận nhé. Đừng quên bấm đăng ký kênh và bấm theo dõi để cập nhật tập 8 sớm nhất nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.